Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Lại gặp ác mộng nữa rồi. Mấy năm trước sau khi bỏ ra khỏi địa ngục của núi Thanh Ngưu thì đã nhiều lần gặp ác mộng. Nghe nói Kim Vấn Đạo đã từng chiêu mộ đại phu của Vũ Y và đế quốc chữa trị bệnh mất ngủ ban đêm, không biết có phải vì gặp ác mộng quấy nhiễu giống với mình. Sau khi mình gia nhập trại Cáp Mô, không dễ gì mới thoát khỏi. Hôm nay vậy mà bắt đầu làm rồi. Đào được rồi, ta đã đào được rồi. Đây là chiến trường cổ, hố xương cúng tế người sống. Sống. Không sai, không sai, mau đào đi, vàng bạc châu báu chính là ở phía dưới. Đây là một cánh cửa. Chủ thượng, chủ thượng. Thượng. Giả Nguyên Hỏa chủ thượng, chúng ta cùng nhau xuống dưới. Không sai, chính là nơi này. Đúng, chúng ta hãy cùng nhau xuống dưới. Cùng nhau mở cánh cửa này. Hắn biết phía sau cửa có cái gì, mục tiêu từ khi bắt đầu chính là thứ ở sau cửa. Tại sao hắn nhất định phải muốn mình xuống dưới, rõ ràng binh sĩ đang ở bên cạnh. Phía sau cửa tuyệt đối không phải là vàng bạc châu báu gì, mà là thứ mình không thể khống chế được. Tuyệt đối không thể để hắn ra ngoài. Báo. Trong 10 dặm phía nam của núi Thanh Ngưu có một đội sĩ binh đến đây, là người của Tiêu Dao Vương. Lai cứ đến lúc này. Chủ thượng, chúng ta hãy nhanh chóng đem kho báu lấy ra, để tránh đêm dài nắm mộng. Bạch tiên sinh, sau cửa là lượng lớn vàng bạc có đúng không? Không sai. Vậy thì tốt, e rằng số lượng vàng bạc khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể đưa đi được. Một khi tin tức bị lọt ra, bị người đế quốc biết được bí mật ở nơi này, không phải sẽ làm của hồi môn cho người khác hay sao? Truyền mệnh lệnh của ta lấp hố lại, cố gắng xóa bỏ dấu vết, chúng ta hãy rời khỏi nơi này trước. Rõ. Nửa tháng sau, Giả Nguyên Hỏa đưa theo hai xe tiền bạc châu báu quay về Giả Nguyên Bộ. Lúc này vừa hay đuổi kịp hỏa thần tiết một năm hai lần của Nhung tộc. Nhung tộc vương tổ chức hoạt động chúc mừng rất lớn. Mọi người cùng nhau tụ tập, chào mừng ngày lễ, cầu nguyện mỗi năm đồng cỏ và nguồn nước dồi dào, trâu bò thành bầy đàn. A Phúc. Mọi người đều đang còn đón hỏa thần tiết, sao lại trốn một mình ở đây? Tỷ tỷ của Phúc Đức Nặc, Ô Lực Hãn. Nữ tử đế quốc được Phúc Đức Nặc cứu, Lục Anh Đào, nhũ danh Tiểu Dao. Ta không thích nơi ồn ào. Tỷ tỷ, tỷ xem cái này đi, có thể nhìn ra cái gì hay không? Đây là truyền thuyết của hỏa thần.